À, thưa quý vị, Tết Giáp Thìn 2024 đang đến gần. Đối với nhiều người thì đó là khoảng thời gian vô cùng mà đáng mong đợi với những niềm vui bất ngờ. Với những con giáp là đại gia ngầm trước Tết âm lịch dưới đây thì cái khoảng thời gian từ bây giờ đến cái 3 ngày trước rằm tháng 12 âm lịch ấy quả là một cái thời kỳ vô cùng sung túc đối với họ khi mà được Chúa ban phước lành, trời thương Phật độ và gặp nhiều cái may mắn về cái vận trình tài chính đón cái năm mới vô cùng là viên mãn. Vậy nên quý vị đừng chần chờ gì nữa. À, những con giáp này hãy nhanh tay mà mở cửa đón chào cái vận may cắt lành đến với mình. Niềm vui liên tiếp diễn ra trong 3 ngày trước rằm tháng 12 âm lịch. 3 ngày trước rằm tháng 12 âm lịch chỉ cần các bạn bước chân ra đường thì trời đang mưa cũng sẽ hoa nắng. Mua hàng thì dễ nhận được những cái quà tặng được bốc thăm trúng thưởng. Đặc biệt những con giáp này thì đường tài vận của các bạn sẽ vô cùng là sáng sủa. Đó, làm một thì được 10, giàu ú giàu ụ, sự nghiệp thì phất lên như vũ bão, các khoản tiền lớn nhỏ thì thi nhau chạy vào túi. Làm gì cũng có được cái vận may. Nếu như mà biết nắm bắt lấy cơ hội làm ăn kinh doanh ấy thì chẳng mấy chốc mà những con giáp này sẽ trở thành đại gia, giàu có không ai sánh bằng, tiền vàng thì nhất đẩy két, có của ăn của để tích lũy được một cái lượng tài sản lớn trong tương lai. Vậy thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. À kính thưa quý vị, cái rằm tháng 12 đã là cái rằm cuối cùng của năm 2023 năm Quý Mão. Và chúng ta cũng đang chuẩn bị gấp rút cái hành trang để bước sang năm 2024 năm Giáp Thìn. Vậy nên đây cũng là một cái khoảng thời gian chạy đua vô cùng khốc liệt. Và trong 12 con giáp thì chúng ta sẽ có những con giáp sau đây cực kỳ may mắn Con giáp may mắn đầu tiên trong 3 ngày trước rằm tháng 12 lịch Không ai khác, đó chính là những người tuổi ngọ à, Kính thưa quý vị, cái tên đầu tiên nằm trong số những con giáp là đại gia ngầm May mắn hết phần của thế hạ Thì đó chính là những người tuổi ngọ Những người sinh năm ngọ dường như là gì? Được thần may mắn ưu ái trước Tết sự nghiệp và tài lộc thì đều đạt đến cái đỉnh cao chưa từng có. Hiệu quả công việc của các bạn trong 3 ngày tới đây được nâng cao lên một cái tầm cao mới, thu hút cái sự chú ý của lãnh đạo. Với cái năng lực vượt trội và cái sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng thì bản mệnh cũng đã được lãnh đạo ghi nhận và khen thưởng xứng đáng 3 ngày trước rằm tháng 12 âm lịch. Cái điều này không chỉ có nghĩa là các bạn sẽ có nhiều cái cơ hội để thăng tiến hơn mà còn có những cái khoản thưởng hậu hĩnh như một cái phần thưởng cho cái sự chăm chỉ của các bạn trong suốt thời gian vừa qua. Một cái điều đáng ngạc nhiên hơn là trong 3 ngày tới đây, 3 ngày trước rằm tháng 12 âm lịch ấy thì những người xin ông ngoại sẽ được cho là các bạn sẽ nhận được cái sự giàu có bất ngờ trong cái thời điểm là trước Tết đó. Có thể đó là trúng số, có thể đó là nhận được những khoản thừa kế bất ngờ từ một cái nguồn tài sản đáng kể nào đó. Tài khoản thì cái này số liên tục Tinh thần của các bạn cũng thêm cái sự tươi vui và phơi phới Cái sự giàu có bất ngờ này sẽ giúp cho cuộc sống của những người tuổi ngọ ấy, Có được cái sự thoải mái hơn trong dịp Tết Và hỗ trợ cho cái sự phát triển của các bạn trong tương lai à, Vào thời điểm niềm vui đang tưng bừng như thế này ấy, Thì có thể nói những người tuổi ngọ thực sự là chuyển mình Các bạn đã chứng minh mọi thứ bằng cái năng lực cá nhân Và cái sự may mắn của mình Khiến cho mọi người xung quanh phải ghen tị Nói chung ấy, trong 3 ngày trước dằm tháng tháng 12 âm lịch thì là cái dịp để cả gia đình đoàn tụ những người tuổi ngọ có thể trải qua những cái khoảnh khắc hạnh phúc ấm áp bên những người mình thương yêu nhất à, nói chung ấy là cái năm 2023 ấy, thì cái thời điểm này là những cái thời điểm khá may mắn thoát khỏi cục diện phá thái tuế của những người tuổi ngọ đó và những người tuổi ngọ ấy cái vận trình sẽ trở nên tốt lên ăn tết thì giàu to à, đôi khi nó cũng có một chút khó khăn ấy và cũng sẽ dễ khiến cho các bạn nản lòng bỏ cuộc nhưng những bạn kiên trì tới cùng ấy thì sẽ thấy một cái bình minh rực rỡ, cái đại gia ngầm cũng sẽ gì là một trong những người tuổi ngọn đó. lúc đó nói chung là sau bao nhiêu cái cố gắng, sau bao nhiêu cái nỗ lực của các bạn ấy thì cũng được cấp trên, được đồng nghiệp ghi nhận những sự cố gắng đó. À, đồng thời lại gì thêm phần may mắn nữa là được nhiều cắt tinh nó tương trợ giúp đỡ nên là các bạn cũng có được những niềm vui trong cái công việc, trong sự nghiệp. Nói chung ấy, đến cái khoảng thời gian cuối năm rồi ấy, thì những cái hiểm khích cũng sẽ được giải tỏa hết và những cái may mắn đấy sẽ đến với các bạn và khi đó các bạn sẽ chỉ có cơ hội để thay đổi cái vị trí có cơ hội để được thăng tiến đó. và cũng sẽ nhanh hơn những người khác à, chính bởi thế mà các bạn cũng thì nên cố gắng nhiều hơn nữa thì cái tương lai của các bạn ngày càng được mở rộng hơn và để tăng thêm cái phần may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi ngọ có thể sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân dần ngọ tuất mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi ngọ. Bên cạnh đó, trong 3 ngày trước rằm tháng 12 âm lịch ý, thì con đường tài vận của những người tuổi ngọ cũng có thêm cái sự xuất hiện của của quý nhân. À, quý nhân xuất hiện nó sẽ mang đến cái tài vận cho những người tuổi những người tuổi ngọ trong thời gian này được rất là tốt đẹp nhờ tài năng và cái trí thông minh của mình mà những người tuổi ngọ rất dễ dàng để có thể là kiếm được một khoản tiền bội thu về để túi ngoài ra ấy, thì trong 3 ngày tới ba ngày trước rằm là cái thời điểm mà dễ có thể cầu tài cầu lộc đó à, chỉ cần các bạn nắm bắt được cái cơ hội đó và không trói buộc mình vào cái cái những cái thủ đoạn ấy thì các bạn sẽ có được cái của ăn của đẻ đấy và sẽ có được nhiều cái may mắn đến với mình. À, bên cạnh đó con đường tình duyên của những người tuổi ngọ công danh gia đạo thì cũng gì ít bị ảnh hưởng bởi hung kinh. À, đối với những người tuổi ngọ còn độc thân ấy thì đã tìm được cái niềm tin yêu với những người mình đã thầm thương trộm nhớ. Còn với những người đã lập gia đình ấy, thì mọi người đã biết hòa hợp hơn, đã biết nhìn nhận vào cái điểm mạnh của đối phương và biết đặt mình vào cái vị trí của đối phương mà suy nghĩ. Nhờ đó thì nó sẽ giúp cho cuộc sống được thuận lợi hanh thông Tiền bạc tài lộc cũng sẽ dần dần kéo đến Khi mà công việc thuận lợi ấy, Thì những điều này nó không chỉ ảnh hưởng đến cái tiền bạc của các bạn Mà nó còn ảnh hưởng đến cả cuộc sống cả gia đình và đến cái công việc của mình nữa Khi mà các bạn có tâm trí được thoải mái rồi ấy, Thì công việc sẽ hanh thông thuận lợi Và các bạn sẽ có nhiều cái cơ hội để thể hiện cái bản thân Và từ giờ đến rằm tháng 12 âm lịch là cái cơ hội cho các bạn bứt phá thành công đổi đời giàu có vì vậy quý vị hãy nhớ nhé luôn mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh ngộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi ngọ đó là con giáp may mắn đầu tiên Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong 3 ngày trước rằm tháng 12 lịch thì không ai khác đó chính là những người tuổi thân. À, quý vị thân mến, à, khi Tết Nguyên Đán ngày càng đến gần thì trong 3 ngày tới đây, 3 ngày trước rằm ấy thì những con giáp này có số là đại gia không ai khác. Cái số làm đại gia của những người tuổi thân ấy càng trở nên dễ dàng thành sự thật. Khi mà cái vận khí của các bạn đang lặng lẽ bước vào cái thời kỳ hoàng kim thời kỳ của đỉnh cao của sự nghiệp Vào cái lúc này thì cái sự tích lũy tài sản của những người tuổi thân ấy Nói chung là như một chiếc tên lửa có thể bay vút lên và tạo nên những cái kết quả cực kỳ tuyệt vời Dù là việc kinh doanh, đầu tư, chứng khoán hay là sổ số, số hay là các lĩnh vực kinh doanh khác Thì đều sẽ mở ra cái cánh cửa dẫn đến cái sự giàu có cho những người tuổi thân à, Với những cái khoản lợi nhuận khổng lồ liên tục đổ về túi của các bạn À, tất nhiên đấy để gặt hái được những cái thành công ấy, Thì cái sự cố gắng, cái sự nỗ lực với cái tài năng của các bạn là điều không thể thiếu Quý vị hãy nhanh nhẹn để có thể là phát hiện và nắm bắt cái cơ hội gây ấn tượng với lãnh đạo Nhằm khẳng định cái vị thế của mình à, Vào cái thời điểm 3 ngày trước rằm tháng 12 âm lịch ấy, Thì bản mệnh sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức Ngoài ra, ấy, cái thời điểm này các bạn cũng có thể kết giao được với nhiều bạn bè, với đồng nghiệp đáng quý đối phương sẽ đưa cho các bạn những cái góp ý, những cái ý kiến, những cái kiến nghị sửa đổi hoặc là gợi ý cái hướng đi mới giúp các bạn có cái nhìn toàn diện hơn về chính bản thân mình, về công việc mình đang làm hoặc là về cái tình hình thực tế trước mắt. Hơn nữa với cái suy nghĩ cởi mở, khiêm tốn, ham học hỏi, các bạn có thể nắm bắt được cái vấn đề vô cùng là nhanh chóng và giải quyết mọi việc theo cái hướng đi đúng đắn nhất. À, tuy nhiên đấy, chẳng ai là có thể làm hài lòng được hết tất cả mọi người. Đó, một vài cái hung tinh nó vẫn cũng sẽ xuất hiện nó cảnh báo quý vị cần phải cảnh giác trước những cái sự hãm hại cũng như cái sự cám dỗ của, của bên ngoài kia những cái thành tích cao trong công việc của những người tuổi thân ấy nói chung ấy cũng chính là cái yếu tố khiến cho kẻ xấu ngứa mắt đặc biệt với những ai mà lại còn cao ngạo nữa lại hay khinh thường người khác nữa thì lại càng dễ bị hạ bệ à, thêm nữa trong thời gian này thì tình hình tài chính của những người tuổi thân ấy có những cái chuyển biến tích cực đấy có thể dễ dàng ra trong cái 3 ngày trước rằm tháng 12 lịch thì cục diện nó sẽ thay đổi quý nhân tương trợ giúp đỡ sẽ giúp cho những người tuổi thân ý, kiếm tiền về đề túi khiến cho mọi người xung quanh đều phải ngưỡng mộ à, còn với những người làm công ăn lương thì với những cái thành tích tốt trong công việc là cái yếu tố khiến cho gì cấp trên liên tục dành cho các bạn những khoản thưởng nóng đặc biệt là cái tháng cuối cùng này thậm chí là một số người còn chạm tay vào cơ hội được thăng chức tăng lương khiến cho cuộc sống ngày càng ổn định và tốt hơn nếu mà trong thời gian này quý vị có khoản tiền dư giả thì các bạn có thể suy nghĩ đến cái việc đầu tư vào những cái lĩnh vực mới bản mệnh cũng nên tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm đáng tin cậy đi trước à, như vậy các bạn sẽ có những cái quyết định đúng đắn hơn hạn chế được những cái nguy cơ hao tài tốn của à, với những người làm ăn kinh doanh ấy, thì nhờ những cái mối quan hệ rộng rãi mà bản mệnh cũng sẽ được giới thiệu cho những cái mối đầu tư đầy hứa hẹn dưới cái sự chỉ dẫn của quý nhân thì các bạn hoàn toàn có thể thu về cái lợi nhuận ban đầu à, trong cái khoảng thời gian này ấy, thì các bạn gì không chỉ là hân hoan trong cái niềm vui đoàn tụ với gia đình với người thân tận hưởng cái sự ấm áp cái sự quan tâm của những người mình thương yêu nhất mà còn hạnh phúc khi mà gì được cái phúc khí nó vây quanh Nói chung ấy, trong cái tiếng cười đùa rộn ràng thì những người tuổi thân sẽ đón một cái Tết ấm áp vui vẻ. Họ sẽ dùng chính cái nỗ lực và cái sự may mắn của mình để viết lên một cái chương mới của riêng mình. Nói chung ấy, trong thời gian này thì những người tuổi thân ấy là một trong con giáp cực kỳ may mắn. Và để gia tăng cái vận may của mình ấy, thì những người tuổi thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh ngộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống hóa giải những xung khắc những thị phi những hạn tiểu nhân ám hại từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tác học quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi thân đó là con giáp may mắn thứ hai tiếp theo con giáp may mắn thứ ba mà chúng ta không thể không kể đến đó chính là những người tuổi thìn à, thưa quý vị Nói chung ấy, trong 3 ngày trước rằm tháng 12 âm lịch thì những người tuổi thìn cũng sẽ đón cái vận may về tài chính khá rõ ràng. Đó. Lộc như từ trên trời rơi xuống. Quý vị hãy nhanh tay nắm bắt lấy cơ hội này. À, trong giai đoạn này thì những người sinh năm thìn nên nắm bắt cái cơ hội phát huy hết cái tài năng và cái khả năng của bản thân tạo cái nền tảng vững chắc hơn cho cái tương lai tươi sáng của mình à, trong công việc thì những người tuổi thìn ấy sẽ gặp rất nhiều cái cơ hội chỉ cần các bạn biết nắm bắt cơ hội và chủ động Thì có thể sẽ được thăng chức tăng lương Trong cái thời gian này Trong 3 ngày trước rằng Đó. Đồng thời các bạn cũng phải học cách Duy trì các mối quan hệ tốt với đồng nghiệp Và với lãnh đạo Xây dựng được cái mạng lưới quan hệ riêng với mình Mở đường cho cái sự phát triển cho tương lai Thì đây là cái thời điểm Nói chung là cũng cận Tết cuối năm rồi Đồng thời cũng là lúc để Những người tuổi thìn gặt hái được Cái thành quả như mong muốn Trong sự nghiệp Đấy sau bao ngày nỗ lực của mình đó. À, thêm nữa lại được quý nhân nó tương trợ giúp đỡ công việc trong cái thời gian này của những người tuổi thìn cũng nói chung là suôn sẻ đầu xuôi đôi lọt hầu như là chỉ cần làm theo cái kế hoạch là các bạn có thể là đạt được cái kết quả như ý à, không phải lao tâm khổ tứ quá nhiều mà vẫn có được cái tiền đề túi tình đề tim cái vận khí nó hanh thông nó sẽ giúp cho tinh thần của làm việc của những người tuổi thìn ấy, được thêm hăng say đấy được thêm nhiệt huyết vì thế mà mưu sự thì càng dễ thành à, Có thể tính toán đến cái chuyện lớn hơn Mạo hiểm một chút Cũng gì? cũng không thành vấn đề Đối với những người tuổi những người tuổi thìn à, Thêm nữa Cái con đường quan lộ cũng đang thanh thang mở rộng Nó chào đón những ai mà thực sự cầu thị Và có trí tiến thủ Dù là nhân viên bình thường Hay là những người mà có chức vụ trong tay ấy, Chỉ cần các bạn thực sự mong muốn phấn đấu Thì cái con đường thăng tiến của các bạn Sẽ được thuận lợi và hành thông và để mang lại cái may mắn về công danh sự nghiệp và cái tài lộc của mình ấy, thì những người tuổi thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh ngộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát, những thị phi, những hạn tiểu nhân hãm hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc nó cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi thìn. Thì ngoài ra ấy, chúng ta xét về cái mặt tài lộc của những người tuổi thìn thì những người tuổi thìn cũng sẽ để có thu nhập dồi dào trong cái thời gian này. Đó. Nói chung ấy cả về công việc chính lẫn công việc phụ thì đều được gia tăng. À, các bạn có thể kiếm được nhiều cái tài sản hơn thông qua cái chuyện đầu tư quản lý tài chính. Đặc biệt cái dịp Tết sắp đến ấy, thì cái cơ hội đi làm thêm kiếm tiền của các bạn cũng cực kỳ là giống dính, đấy, cực kỳ nhiều. Chỉ cần các bạn chịu bỏ ra một chút nỗ lực, chịu bỏ một chút công sức, thì hoàn toàn có thể kiếm được một khoản tiền bội thu trong thời gian này. thì trong quá trình làm việc ấy, thì ngoài cái việc nâng cao cái sự nghiệp và cái vận may về tài chính, ấy, thì những người tuổi thìn còn có cơ hội kết giao được thêm với nhiều người bạn mới và sẽ gặp được quý nhân trước tết. À, các bạn có thể tận dụng cái cơ hội này để mở rộng cái mối quan hệ tích lũy cái nguồn lực cho cái sự phát triển sau này bằng cách là tham gia vào các hoạt động xã giao, xã hội, tụ họp hoặc là gì hoặc là tham gia vào các cuộc hội thảo đó, để từ đó tìm kiếm cho mình những đối tác khách hàng mới Bên cạnh đó, tài vận của những người tuổi thìn nói chung ấy, trong thời gian này cũng có xu hướng là tăng mạnh chủ yếu là cái công việc chính đúng không ạ và thời điểm này ý, quý vị nên tập trung vào cái phát triển mở rộng cái công việc chính hơn là ôm đồm quá nhiều việc ngoài luồng hiệu quả nó không cao mà thu nhập thì cũng không được bao nhiêu cả. nói chung ấy, quý vị nếu sắp xếp được thời gian hợp lý thì những người tuổi thìn nên, nên nâng cao cái kỹ năng của mình, nâng cao chuyên môn của mình, tạo cái nền cảng vững vàng cho tương lai, chờ cái cơ hội nó tới và có thể là gì thăng tiến một cách nhanh chóng. nói chung ấy, thời điểm cận kề cuối năm này ý, thì cái cơ hội tăng lương là khả quan. những người tuổi thìn nên mạnh dạn đề xuất, đề bạt khi mà thời cơ tới. quý vị hãy đưa ra mức thủ lao xứng đáng với những cái gì mà bạn đã đóng góp trong suốt thời gian vừa qua tỷ lệ được chấp thuận, tỷ lệ thành công cũng cực kỳ cao. Vì thế để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những người tuổi thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân tí thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thìn. Đó là con giáp may mắn thứ ba. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất. Những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày trước rằm tháng 12 âm lịch. Đó. Và những con giáp này dễ có cơ hội sắm nhà tậu xe ăn Tết cực to. Một số con giáp thì cũng dễ trở thành đại gia giàu có nhất vùng. Đó là những tuổi sau. Một là tuổi ngọ, hai tuổi thân, ba tuổi thìn. Đó là ba con giáp được trời thương phần độ, lộc lá đầy tay. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.